Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Mình là Đạo Xanh Tiên Sinh đây, ok. Thì dù gần đây thì mình ít làm video hơn, bởi vì là mình mát thi đó anh em. Ở lao mình cũng lồn một cái không, cho nó khỏi mắc tương tót thôi. Ok, chắc chắn anh em, nhiều anh em sẽ hỏi tôi là thi ra sao ư? Xin trả lời anh em một từ thôi. Toàn. Nó toàn ở mức độ vừa phải thôi anh em, mức kiểu như là mình ở học sinh trung bình thôi, trung bình khó khó à, cả ba phẩy sáu ba phẩy gì đó chứ không có được giỏi như người ta. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em về đánh siêu chân binh và pháp sư nha, bởi vì có một ông anh comment bảo mình là hướng dẫn đánh siêu chân binh và pháp sư. Ok, thì rất là lâu rồi mình chưa làm về siêu chân binh, bây giờ mình sẽ lồn lại bởi vì em nó mát dưỡng da. Đen quá dưỡng da anh em ơi. Ủa vẫn đen anh em, siêu chân binh vẫn đen, nó vẫn đen anh em ơi, nó bảo tôi là đi dưỡng da mà sao vẫn đen. Không được rồi, cái này là phải dùng sữa tám gì nó mới tắm trắng cho nó trắng thôi chứ giờ vẫn đen anh em. Ok, thì mình sẽ cầm theo tỷ lệ cho nó chẵn anh em, 25 10. Mà anh em nghĩ 25 là số chẵn hay số lẻ? Thôi kệ đi, số chẵn số lẻ cũng được. Ok, quất nha, quất thôi. Ok, thì phút siêu chứng binh thì anh em nên sử dụng siêu chứng binh cấp báu hay cấp nam thôi, bởi vì là siêu chứng binh cấp dưới nó yếu lắm, thật sự luôn, thề yếu. Còn xe bé thì anh em luyện chắc chắn là có hồi máu rồi, còn anh em có thể pha thêm bình nhân bổn. Nhà này sẽ đánh chữ xuất anh em, đánh nhồi một đi, bởi vì là có tài nguyên anh em, tôi thấy có tài nguyên. Nhưng mà nếu một lượng tài nguyên như thế này mà đỡ lấy 25 con siêu chứng binh thì nó thật sự là lỗ, bởi vì 25 con siêu chứng binh thì nó đến hai con máy dầu đen rồi, tầm hai con sáu không bo co luôn ấy. Bo co dầu đen luôn anh em, đánh nhà này nếu mà win là vẫn lỗ. Ok, tôi suy nghĩ là tôi đánh nhà nó to hơn, tầm nhà 12 à, cho nó khớp với lại sức mạnh của tôi anh em hiểu không, đánh đẹp con trò có vinh quang gì cho lắm đâu. Đánh cho nó một trận đấu mỏng nhọn. Một trận đấu thật là mỏng nhọn. Ok, vì cấp con anh thôi thì nó yếu lắm, không có cấp cô nên là tìm nhỏ rất là khó luôn. Người ta thì đang rảnh thì chúng ta cùng kể chuyện xôm xôm vui thôi. Thì mình cũng thi xong rồi, sắp tới thì tôi sẽ làm video thường xuyên cho mong xem hơn. Nếu anh em gọi nhắn tin hỏi tôi nè, bao giờ anh ra video vậy, đúng là một sự quan tâm rất là cảm ơn anh em nha. Ok, cái đó cũng là anh em quan tâm tư thế nha. Ok, sắp tới tôi sẽ lập một kênh vlog anh em ơi, có lập rồi ở phần mô tả ấy, anh em nào mà thích xem thì xuống phần mô tả xem. Ok, có lập kênh vlog luôn. Ok, nhà này có cờ tượng đoàn quần nha, không có như nhà hành não. Ok, nhà hành não thì nó không có cờ tượng. Ui, lỡ thỏ rồi anh em ơi, lỡ thỏ một con siêu chứng binh rồi. No, tôi sẽ đánh bên phía nhà về binh tá. Ok, nhanh nhanh cho nó ra hết, cho nó đổ bộ một hướng luôn em. Sau đó cho siêu chứng binh cho pháp sư ra. Ok, anh em nhớ chuyển cái con đại pháp sư lại à.
thành con đại pháp sư yếu nha anh em, cho nó thử máu, cho nó đi bộ chứ, nó nhầm anh em ơi, đánh một hướng thôi. Ok, cho nó một bình tóc, cho nó tăng tóc này anh em ơi. Ok, thử máu cho em nó luôn, chịu chịu rồi. Anh em cho con này nha, coi chừng hư màn hình nha, thật sự là dễ hư màn hình lắm, rung vãi liền ra, nhưng mà thật sự là không hư đâu. Ok, để phun xơ cho nó đi gần gần nhau, để cho nó bật 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 bất tử cho em nó. Anh này cũng dễ đánh thôi. Ok, chắc video một tôi sẽ làm một cái video nữa, sẽ đánh nhà mạnh hơn, nhà này khá là yếu, cũng không yếu lắm đâu, nhưng mà cũng không vừa tầm tôi cho lắm. Tôi sẽ cố gắng làm cho mấy ông một video nữa, nhớ xem nha. Video thì cha xem này khá là rung anh em, giật lót điện thoại luôn á. Bởi vì là cấp ít quá, nên là tìm không được nhà lớn. Chắc tôi phải luyện lại thôi. Lại là thiếu dầu đen rồi, mong anh tôi cũng không còn dầu đen nữa, chắc tôi phải đi cướp ít nha anh em ơi. Chúng ta cùng đến với game đấu thứ hai nha mọi người. Ok, bây giờ thì tôi sẽ đi chinh phọt nha mọi người, một là chinh phọt. Tôi sẽ kiếm tầm 10 nhờ thôi, nếu mà không có thì chúng ta sẽ nghĩ cách khó, có thể là đi đánh nhờ bọn. Khó mà nhờ mấy nhà này tôi đánh được, anh hiểu không, nó không có nhờ căng với chúng ta, nên là chúng ta phải đi tìm mấy nhà thật sự là căng bàn. Ok, căng nhờ, khó quá. Ok, hồi nãy tôi giờ ngủ quay mất, giờ mấy nay thi ốp lực quá ngủ quay mất, bây giờ 5 giờ mấy luôn rồi. Nãy tôi lộn clip kia là khoảng 11 giờ, bây giờ là 5 giờ rồi. Wow, ngủ 5 tiếng. Ôi dạ, ở dưới đó thì thức khuya lắm anh em, đến lúc 1 giờ tôi còn thức. Ok, cấp ít quá nên là tìm giờ không ra anh em ạ, tôi phải hai người kết khó thôi. Đánh đổ đi, đánh đổ đi, tha vì đánh nhà bọn thì tôi nay nghĩ đánh đổ hơn, bởi vì đánh nhà bọn yếu quá, đánh nhà bọn không có đọt được cái gì thực sự luôn. Bọn đang cài lên cấp bả anh em, nên là giúp anh cài lên cấp bả luôn. Đổ này thì đổ này nhầm mờ nên không đánh. Ngon quá nhờ, lấy cái đổ đi. Bây giờ bỏ uổng quá à, tôi nghĩ bỏ uổng, lấy cái đổ luôn. Thông quần vải, tôi nghĩ là xè vẹt quân ta, không xè vẹt quân không, không xè nhiều không. Tôi chỉ sợ con vua tôi chết thôi, bởi vì tôi con vua tôi đang cần thêm một đợt sau nữa. Vua vẫn còn sống anh em, hết rồi anh em ơi. Ok, chỉ cần đánh được hai solo là win rồi, không cần nhiều đâu. Ok, đánh nói là nhà này quốc lộ. Wow, đủ tầm, nhưng mà nhà này hơi khó chơi, đủ tầm đánh với tôi nhưng mà nhà này hơi khó chơi em, thôi kệ xúc luôn. Đánh đến 6 giờ đánh lên, đánh được hai solo là win.
Hợp lý. Xúc. Xúc thật em. Đánh nhà này mới đủ tầm anh em ạ, đủ tầm đánh đôi đủ cái trình. Mình là vẫn còn hào vẫn còn ta anh em, chữ một quần tóc nữa thả luôn, vẫn còn ta vua, vẫn còn ta hào và ta có đẹp sơ không sâu. Wow, từ chính nó xoay bỉ luôn anh em ơi. Tôi nghĩ tao quên gì đấy. Quên. Quên. Tôi sẽ cố gắng tô trước hơn video của mình. Đánh những video mỏng nhỏ hơn là những quánh những video là mấy video gọi là nó không được tha. Ok. Quên. Giờ tôi phải reset quân lực từ đầu thôi. Ok bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em được clip tiếp theo của mình nha, bye bye. Bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok.